4 kịch bản nếu Pháp đưa quân đội đến chiến trường Ukraine. Nga lên dây cót cho trận chiến lớn, tung hỏa lực ở chảo lửa Donbass. Nga lắp vũ khí sát thủ vô hình lên xe tăng chiến đấu chủ lực. Nga lần đầu sử dụng hệ thống Panzerberg bắn hạ tên lửa Storm Shadow ở Ukraine. Xin kính chào quý khán giả thân thiết của kênh Nghệ An TV. Tại đây chúng tôi luôn cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất mỗi ngày. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Trong những ngày qua, các thông tin liên quan đến việc Pháp được cho là đang chuẩn bị gửi một đội quân tới Ukraine đã khiến nhiều quốc gia bàn cãi. Mới đây, ấn phẩm NZZ của Thụy Sĩ đã nêu 4 kịch bản có thể xảy ra nếu Pháp sử dụng quân đội trong cuộc xung đột Ukraine. Theo đó, trường hợp đầu tiên có thể xảy ra khi việc triển khai quân đội về phía Bắc Kiev được coi là nhằm ngăn chặn cái gọi là một cuộc tấn công từ Belarus. Các tác giả của bài báo làm rõ rằng trong kịch bản này, các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine sẽ có thể chuyển quân dự bị sang mặt trận phía Đông và phía Nam. Lựa chọn thứ hai được đưa ra chính là một khu tập trung đặc biệt ở khúc quanh sông Dnipro sẽ có ý nghĩa quân sự chủ yếu. Nếu quân đội Nga tiến hành một cuộc tấn công ở phía Đông Nam, khu vực phía Bắc Zaporizhia sẽ trở thành gót chân Archimedes của tuyến phòng thủ Ukraine. Ấn phẩm trên cho biết thành phố Dnipro là một trung tâm giao thông thực sự trên mọi hướng của đất nước. Phương án thứ ba là Pháp sẽ triển khai quân đội ở phía Bắc Odessa để đảm bảo an ninh cho một cảng biển quan trọng. Phương án thứ tư là triển khai quân đội ở Moldova. Trước đó, ngày 26 tháng 3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết các nhà lãnh đạo phương Tây đã thảo luận về khả năng đưa quân tới Ukraine và không loại trừ khả năng này. Vào thời điểm đó, lời nói của ông không nhận được sự ủng hộ ở một số quốc gia, gồm Vương quốc Anh, Mỹ và Đức. Ngoài ra, người đứng đầu NATO Jens Stoltenberg cũng lên tiếng phản đối. Ngày 14 tháng 3, nhà lãnh đạo Pháp cho biết ông vẫn cam kết với quan điểm không có ranh giới đỏ trong việc hỗ trợ Kiev và khả năng gửi quân đội. Ngày 6 tháng 4, trong cuộc phỏng vấn được phát sóng trên đài truyền hình tin tức Ukraine, Tổng thống Ukraine Zelensky đã ủng hộ ý tưởng của người đồng cấp Pháp về khả năng gửi quân đến Ukraine. Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng một cuộc đụng độ trực tiếp giữa các nước trong Liên minh NATO và Nga không có lợi cho họ và họ nên nhận thức được điều này. Đánh giá nguy cơ leo thang trong trường hợp đưa quân tới Ukraine, ông Peskov lưu ý, trong kịch bản như vậy, xung đột giữa Nga và NATO là khó tránh khỏi. Nga cũng đã nhiều lần lên tiếng về sự hiện diện của lực lượng phương Tây tại Ukraine, tuyên bố coi quân đội và vũ khí phương Tây trên lãnh thổ Ukraine là mục tiêu tấn công hợp pháp, đồng thời cảnh báo việc triển khai quân đội nước ngoài vào Ukraine sẽ dẫn đến những hậu quả không thể khắc phục được. Ảnh vệ tinh thương mại do công ty Planet Lab chụp ngày 6 tháng 4 và được chuyên trang quân sự Warzone của Mỹ phân tích cho thấy hai chiếc máy bay ở căn cứ Morozov còn nguyên vẹn trong ảnh vệ tinh. Dù tình báo Ukraine tuyên bố tập kích bằng máy bay không người lái UAV phá hủy nhiều tiêm kích Nga. Cụ thể, 29 chiến đấu cơ các loại hiện diện tại căn cứ không quân Morozov ở tỉnh Rostov của Nga, tương đương số phi cơ có mặt ở sân bay trước cuộc tập kích quy mô lớn bằng UAV của Ukraine đêm ngày 4 tháng 4 vừa qua. Sau khi phân tích ảnh vệ tinh, chuyên gia quân sự Tyler Rogoway nhận xét rằng không có dấu hiệu nào cho thấy phi đội máy bay và cơ sở hạ tầng ở căn cứ này hứng chịu tổn thất sau đợt tập kích bằng UAV. Một hố đất và vệt cháy đã được phát hiện gần khu bảo dưỡng máy bay, nhưng chưa rõ là do UAV hay đạn phòng không tại căn cứ gây ra. Trong ảnh được chụp sau đó, ít nhất một máy bay đang hạ cánh và một chiếc di chuyển trên đường lăn, cho thấy hoạt động tại sân bay Morozov vẫn diễn ra bình thường. Chuyên gia Rogoway vẫn để ngỏ khả năng mảnh văng từ các vụ nổ làm hư hại khí tài và hạ tầng Nga, nhưng nhấn mạnh không có dấu vết cháy nổ trong ảnh vệ tinh độ nét cao. Chuyên gia Rogoway nêu quan điểm, căn cứ Morozov là mục tiêu hàng đầu của Ukraine. Quân đội Nga hiểu rõ điều đó và đã tăng cường đáng kể lưới phòng không. Đòn tập kích lần này dường như đã thất bại, nhưng điều đó không có nghĩa là nơi này vẫn an toàn trong tương lai, nhất là khi UAV tự sát tầm xa của Ukraine đang được cải tiến với tốc độ chóng mặt. Sân bay Morozov là nơi đóng quân của Trung đoàn ném bom số 559 thuộc Sư đoàn Không quân Hỗn hợp số 1 của Không quân Nga. Dữ liệu nguồn mở cho thấy 26 tiêm kích bom Su-34 và 3 máy bay Su-30-35 hiện diện ở sân bay Morozov trước đòn tập kích. Ukraine đã nhiều lần nhắm mục tiêu vào sân bay từ đầu xung đột nhưng không gây ra thiệt hại. Trước đó hôm ngày 5 tháng 4, một nguồn tin tình báo Ukraine giấu tên nói rằng cơ quan an ninh Ukraine SBU và quân đội nước này đã tiến hành chiến dịch tấn công hiệp đồng bằng UAV nhằm vào sân bay quân sự Morozov. Người này cho hay đoàn tập kích đã phá hủy 6 chiến đấu cơ và làm hư hại 8 máy bay. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đánh chặn tổng cộng 53 UAV Ukraine, 44 chiếc trong số đó nhắm vào tỉnh Rostov. Tài khoản Fighter Bomber của một phi công tiêm kích Nga xác nhận UAV Ukraine tập kích căn cứ Morozov nhưng không gây thiệt hại vì máy bay được sơ tán đến nơi an toàn từ trước cuộc tấn công.
Truyền thông Nga đưa tin hệ thống phòng không PASM của nước này đã đánh chặn một tên lửa tầm xa Storm Shadow do phương Tây cung cấp cho Ukraine. Hôm 7 tháng 4, hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời giám đốc điều hành hệ thống chính xác cao tốc thuộc Tập đoàn Quốc phòng Rotech của Nga, ông Oleg Ryazantsev cho biết, hệ thống phòng không hải quân PASM lần đầu tiên bắn hạ tên lửa tầm xa Storm Shadow trong chiến dịch quân sự. Phát biểu trước truyền thông, ông Oleg Ryazantsev nhấn mạnh, trong quá trình triển khai nhiệm vụ chiến đấu, hệ thống phòng không hải quân PASM đã lần đầu tiên bắn hạ tên lửa Storm Shadow. Được biết, ở thời điểm hiện tại, tàu tên lửa Cyclone thuộc dự án 22800 là tàu chiến duy nhất của hạm đội Biển Đen được trang bị hệ thống phòng không PASM. PASM là phiên bản hải quân của hệ thống Panzer được phát triển nhằm thay thế các hệ thống phòng không Kastan và Panma. Hệ thống phòng không này có thể chống lại các phương tiện tấn công được không hiện đại như máy bay không người lái UAV, máy bay trực thăng, tên lửa chống radar, tên lửa chống hạm và tên lửa dẫn đường. Ngoài ra, PASM cũng có khả năng tấn công các mục tiêu trên mặt nước, bao gồm thuyền, tàu và thủy lôi. PASM bao gồm mô đun điều khiển và mô đun chiến đấu. Bên trong các mô đun được gắn radar tích hợp AI, trí tuệ nhân tạo, giúp phát hiện tất cả các vật thể tấn công từ trên cao. Những radar này truyền tải trực tiếp toàn bộ thông tin, trong đó có cả thông tin về các mục tiêu đã bị khóa đến trạm chỉ huy. Tại đây, các binh sĩ sẽ ra quyết định khai hỏa. PASM được trang bị 2 bệ pháo 6 nòng cỡ 30mm, có tốc độ bắn 10.000 phát trên 1 phút. Pháo có thể chống lại các mục tiêu ở cự ly 4km và ở độ cao lên tới 3km. Nó có khả năng tiến hành khai hỏa đồng thời vào 4 mục tiêu đang bay với tốc độ lên tới 1.000m/giây. Ngoài 2 bệ pháo, hệ thống được trang bị 8 tên lửa phòng không dẫn đường thay vì 12 tên lửa ở phiên bản mặt đất. Các tên lửa của hệ thống PASM-E có thể tấn công các mục tiêu ở cự ly lên tới 20km và ở độ cao lên tới 15km. PASM có thể hạ gục cùng lúc 4 mục tiêu với hỏa lực của 12 tên lửa và 1.400 viên đạn. Hệ thống này được trang bị một hệ thống nạp đạn tự động được đặt dưới bông tàu. Ngoài ra, tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh và Pháp cùng phát triển, các mẫu khác nhau của nó có tầm bắn từ 250 km đến 560 km. Mẫu viện trợ cho Ukraine có tầm bắn dưới 250 km, có khả năng tấn công chính xác và cũng có thể được thiết lập để kích nổ chậm. Tên lửa sử dụng đầu đạn nối tiếp Bros, tức là có hai loại đầu đạn ở phía trước và phía sau. Phía trước là đầu đạn xuyên giáp theo kiểu nổ lõm, có sức công phá nhỏ, có nhiệm vụ mở lỗ trên bề mặt mục tiêu cứng, còn phía sau là đầu đạn có sức nổ mạnh, có thể khoan thẳng vào phía sau mục tiêu và phát nổ. Trước đó, hôm 29 tháng 3 vừa qua, hãng thông tấn Nga RIA Novosti đã công bố video ghi lại cảnh các chuyên gia Nga tháo rời một tên lửa hành trình phóng từ máy bay Storm Shadow của Ukraine mà lực lượng Nga thu được trong tình trạng tương đối nguyên vẹn trên chiến trường. Trong video của RIA Novosti, quả đạn bị gãy một phần cánh, nhưng phần vỏ composite bên ngoài cùng cấu trúc các bộ phận bên trong còn nguyên vẹn, nó được tháo rỡ ngay tại hiện trường rồi, dường như để tách rời phần đầu nổ trước khi đưa về trung tâm nghiên cứu. Hãng tin Nga tiết lộ, quả đạn Storm Shadow dường như rơi do bị hệ thống tác chiến điện tử gây nhiễu hoặc gặp lỗi kỹ thuật khi bay, chứ không phải bị hỏa lực phòng không đánh chặn. Nguồn tin của RIA Novosti cho biết, chúng tôi đang nghiên cứu các công nghệ để từ đó tìm cách vô hiệu hóa chúng. Các thuật toán và công cụ phòng không đã được phát triển để ngăn chặn chúng tấn công lãnh thổ Nga trong tương lai. Ngày 7 tháng 4, ứng viên cánh tả Peter Pellegrini, 48 tuổi, đồng minh của Thủ tướng Robert Fico, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Slovakia với 53% phiếu ủng hộ, đánh bại ứng viên thân phương Tây là cựu Ngoại trưởng Ivan Kukoc, người giành được 46,73% số phiếu. Ông Pellegrini phát biểu tại trụ sở tranh cử rằng, tôi sẽ là một tổng thống hỗ trợ chính phủ trong nỗ lực cải thiện cuộc sống của người dân. Tôi sẽ làm mọi thứ để Slovakia mãi mãi đứng về phía hòa bình chứ không phải phe xung đột. Dù vị trí tổng thống có quyền lực hạn chế trong hệ thống chính trị Slovakia, bầu cử lần này được coi là cuộc khảo sát toàn quốc về lập trường thân thiện hơn với Nga của Slovakia trong thời gian tới. Trong khi cựu ngoại trưởng Ivan Kukoc kiên định ủng hộ viện trợ vũ khí cho Ukraine, ông Pellegrini được hậu thuẫn bởi liên minh cầm quyền của Thủ tướng Robert Fico có lập trường thân Nga và phản đối lôi kéo NATO can thiệp trực tiếp vào chiến sự tại Ukraine. Ông Pellegrini khẳng định chiến thắng trong cuộc bầu cử chứng tỏ cường lĩnh hành động của liên minh cầm quyền đang được người dân Slovakia ủng hộ mạnh mẽ. Bên cạnh đó, ông Pellegrini gọi ông Kukoc là kẻ hiếu chiến vì ủng hộ cung cấp vũ khí cho Ukraine và gợi ý rằng được quân đội Slovakia tham gia cuộc xung đột ở quốc gia láng giềng. Ông Kukoc đã thừa nhận thất bại và chúc mừng ông Pellegrini. Tuy nhiên, ông Kukoc chia sẻ quan điểm với phương Tây rằng ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ không dẫn đến hòa bình mà giúp Nga chiến thắng. Ông Kukoc, 60 tuổi, từng là đại sứ Slovakia tại Liên minh châu Âu và sau đó là đại sứ tại Mỹ. Thủ tướng Fico sau khi đắc cử nhiệm kỳ thứ tư vào tháng 10 năm 2023,
đã điều chỉnh chính sách đối ngoại theo hướng thân thiện với Moscow, lên án phương Tây can thiệp vào xung đột Ukraine, thậm chí nếu giả thuyết các quốc gia cùng sắc tộc Slav bị xúi dục tấn công lẫn nhau vì lợi ích địa chính trị phương Tây. Ông Fico cũng triển khai loạt cải cách luật hình sự, đề xuất giảm án phạt đối với tội danh tham nhũng và siết quản lý truyền thông. Ông Pellegrini có thể tăng tốc những mục tiêu lập pháp tiếp theo của chính quyền Thủ tướng Fico. Tổng thống Slovakia nắm quyền phủ quyết các đạo luật hoặc đề nghị tòa án hiến pháp xem xét lại đạo luật đã được Quốc hội thông qua. Tổng thống cũng có quyền đề cử thẩm phán cho tòa hiến pháp và có ảnh hưởng không nhỏ đến tầm nhìn cải cách tư pháp của đất nước. Ngày 7 tháng 4, kênh truyền hình ARD của Đức đã công bố cuộc trò chuyện với người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine, HUR, ông Kirill Budanov. Tại đây, ông Budanov cho biết Nga có thể thực hiện một cuộc tấn công mới quy mô lớn tập trung vào khu vực Donbass vào cuối mùa xuân hoặc đầu mùa hè. Ông Budanov cho rằng các thành phố Pokrov và Chasovka có thể là mục tiêu chính của Nga trong chiến dịch tấn công lần này. Ông dự đoán họ sẽ di chuyển một chút về phía Chasovka, họ sẽ di chuyển theo hướng Pokrov, hướng chiến lược của Pokrov. Ông Budanov cũng không loại trừ khả năng Ukraine sẽ có một cuộc phản công khác trong năm nay, song không đề cập chi tiết. Cùng ngày, quân đội Ukraine thừa nhận tình hình rất khó khăn và căng thẳng gần Chasovka, nằm cách Kramatorsk, một trung tâm hậu cần và đường sắt quan trọng của quân đội Ukraine khoảng 30 km về phía đông nam. Phía Ukraine nói rằng, trong những ngày gần đây, lực lượng Nga đã tung ra hỏa lực liên tục trong khu vực gần Chasovka nhằm tìm cách kiểm soát các cao điểm chiến lược trong thành phố này. Chasovka nằm trên điểm cao vượt trội so với khu vực xung quanh, mang lại lợi thế hỏa lực lớn, đặc biệt đối với pháo binh. Việc Nga giành được Chasovka, một thị trấn với dân số trước chiến tranh là 12.000 người, nằm ở phía tây Bakhmut do Nga kiểm soát, sẽ đánh dấu một bước thụt lùi nghiệt ngã đối với Kiev và cho thấy động lực trên chiến trường của Nga đang gia tăng. Moscow coi Chasovka là cứ điểm quan trọng của quân đội Ukraine, vốn được phòng vệ nghiêm ngặt. Người phát ngôn của một lữ đoàn quân đội được triển khai trong khu vực, ông Oleg Krasmikov cho biết, quân đội Nga đang sử dụng bộ binh với sự yểm trợ của các phương tiện chiến đấu bọc thép và máy bay chiến đấu ở các thị trấn nhỏ Rudanivka và Ivanivske bên ngoài Chasovka. Tuy nhiên, ông nói tất cả các cuộc tấn công của họ đã bị đẩy lùi. Ông Klasnikov cảnh báo nếu Nga giành quyền kiểm soát Chasovka, nơi vẫn còn 770 người sinh sống trong tổng số 13.000 người trước xung đột, Moscow sẽ có thể công phá Kostiantynivka, khu vực cách 10 km về phía tây nam. Ông Klasnikov nói, đối phương cũng có thể đe dọa các tuyến đường hậu cần giữa Kostiantynivka, Sloviansk và Kramatorsk. Ông đồng thời cũng cho biết thêm rằng hai địa điểm cuối cùng cũng có thể bị tấn công trực tiếp. Tuy nhiên, trước đó, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Alexander Sisky tuyên bố lực lượng này vẫn đang kiểm soát Chasovka, khẳng định mọi nỗ lực của Nga nhằm xuyên phá phòng tuyến đều bị chặn đứng. Nga gần đây đã giành được vùng lãnh thổ đầu tiên kể từ khi kiểm soát được Bakhmut và tiếp tục gây áp lực lên các đơn vị Ukraine đang gặp khó khăn do sự chậm trễ trong việc cung cấp viện trợ quân sự quan trọng của phương Tây. Trước đó, lực lượng Nga tuyên bố quân đội nước này đang tiến về phía Chasovka ở khu vực phía đông Donetsk. Các blogger quân sự Ukraine và Nga có liên hệ với lực lượng vũ trang đều cho biết quân đội Nga đã tiến tới vùng ngoại ô của thành phố. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng sự chậm trễ trong việc hỗ trợ an ninh quan trọng như đạn dược từ các đồng minh phương Tây của Ukraine đã buộc Kiev phải nhường lại quyền chủ động chiến trường cho Nga. Các quan chức Ukraine đã cảnh báo rằng họ không thể lên kế hoạch cho một nỗ lực phản công hay phòng thủ thành công nếu không biết mình sẽ được nhận viện trợ khi nào và loại nào. Thời gian gần đây, lực lượng phòng không Ukraine đã liên tục tuyên bố bắn hạ chiến đấu cơ của Nga, hầu hết ở phía đông. Theo những tuyên bố này, các vụ bắn hạ bao gồm 11 tiêm kích Su-34, 2 tiêm kích Su-35 và một máy bay radar Beriev A-50 hiếm hoi. Một câu hỏi được đặt ra là loại vũ khí uy lực nào đã đứng đằng sau những vụ bắn rơi hàng loạt máy bay tiêm kích bom Su-34 của không quân Nga? Các chuyên gia quân sự cho rằng đó có thể là chiếc máy bay giám sát tầm xa E-7A Westgetain của lực lượng không quân Australia hoạt động tại Đức trong 6 tháng qua. Mới đây, một máy bay cảnh báo sớm E-7A Westgetain của không quân Australia dự kiến trở về nước sau khi được triển khai ở châu Âu 6 tháng. Theo thông tin, chiếc máy bay này chủ yếu làm nhiệm vụ hỗ trợ quân đội Ukraine. E-7A sử dụng radar mảng pha quét điện tử cố định đa năng MESA mang lại sự linh hoạt và phản ứng nhanh hơn so với các radar đĩa quay cơ học. Ngày 2 tháng 4, Bộ Quốc phòng Australia thông báo việc rút máy bay E-7A về nước. Vào tháng 10 năm 2023, chiếc E-7A Westgetain của không quân Australia đã được triển khai tới Đức cùng với 100 nhân viên để thực hiện sứ mệnh kéo dài 6 tháng. Nhiệm vụ của phi đội E-7A Westgetain là cung cấp sự giám sát cần thiết, đảm bảo việc cung cấp và phân phối cả viện trợ quân sự và nhân đạo trên khắp Đông Âu.
Tham mưu trưởng không quân Robert Chipman ca ngợi khả năng của máy bay E-7A Westgate Ain là một trong những hệ thống cảnh báo sớm trên không tiên tiến nhất thế giới, khiến nó trở nên lý tưởng trong sứ mệnh hỗ trợ các cửa ngõ quan trọng. Việc máy bay E-7A được rút về nước đánh dấu sự kết thúc một chương quan trọng trong sự hỗ trợ của Australia dành cho Ukraine. Mặc dù rút máy bay về nước, nhưng việc hỗ trợ quân sự của Australia sẽ tiếp tục với phần đào tạo mở rộng của chiến dịch Kudu. Bộ Quốc phòng Australia cho biết họ sẽ giúp đào tạo 90 nhân viên lực lượng vũ trang Ukraine tại các cơ sở Anh vào năm 2024. Sau khi được triển khai tới châu Âu vào năm ngoái, máy bay E-7A Westgate Ain của Không quân Australia đã thu hút sự chú ý rộng rãi của các chuyên gia, những người suy đoán rằng nó có thể góp phần hỗ trợ lực lượng vũ trang Ukraine. Suy đoán chủ yếu tập trung vào cáo buộc liên quan đến vụ bắn hạ 3 máy bay tiêm kích bom Su-34 của Không quân Chiến thuật Nga vì đối thủ có thể thiếu kinh nghiệm đối phó với máy bay E-7A, nên giả thiết này trở nên đặc biệt thú vị. Điều đáng chú ý là máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm trên không, AWACS, đóng vai trò nổi bật trong việc giúp cho Ukraine tấn công các vị trí của Nga, một điểm thường xuyên được các quan chức Nga và nhiều cơ quan truyền thông khác nhấn mạnh. Khả năng tình báo và hỗ trợ giám sát do các quốc gia phương Tây cung cấp đã đóng vai trò then chốt trong chiến thắng của Ukraine trước hạm đội Biển Đen của Nga trong 2 năm qua. Mặc dù vậy, Australia vẫn khẳng định chắc chắn rằng Westgate Ain của họ không phải là nguồn tình báo đằng sau các cuộc tấn công này. Tuy nhiên, bằng chứng chắc chắn chỉ ra vai trò trực tiếp của nó, nhưng chiếc máy bay này đã đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì dòng viện trợ quốc tế ổn định cho Ukraine. Máy bay E-7A Westgate Ain của Australia hoạt động bên ngoài không phận Nga, Belarus và Ukraine, thực hiện giám sát các hành lang hàng không khác, đặc biệt là các hành lang đến từ Ba Lan, để đưa ra cảnh báo sớm về các cuộc tấn công trên không của Nga, giúp lực lượng phòng thủ mặt đất Ukraine có thời gian phản ứng. Máy bay E-7A được chế tạo dựa trên khung thân máy bay Boeing 737-700 và được trang bị radar giám sát tầm xa, có thể theo dõi đồng thời các mục tiêu trên không và trên biển. Hiện tại, Mỹ không đưa ra dấu hiệu nào cho thấy sẽ kéo dài việc triển khai E-7A sau thời hạn tháng 4. Do đó, sứ mệnh mà Australia từng đảm nhiệm sẽ kết thúc và có thể để lại khoảng trống về khả năng theo dõi của phương Tây trong cuộc xung đột. Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Đức Well, nhà phân tích quân sự Kalo Masala cho biết sáng kiến của Séc và Estonia mua đạn pháo cho Ukraine sẽ không cứu được lực lượng vũ trang Ukraine khỏi tình trạng thiếu đạn trầm trọng trong những tháng tới. Chuyên gia cảnh báo, đạn dược đã được Cộng hòa Séc và Estonia tìm thấy, nhưng bây giờ chúng tôi cần đàm phán và ký kết các thỏa thuận, sau đó chúng tôi cần một quá trình để mua và chuyển giao nó cho Ukraine. Điều này có nghĩa là Ukraine sẽ không thể tránh giai đoạn thiếu đạn trầm trọng. Chuyên gia Masala lưu ý, tình hình đạn dược cho lực lượng vũ trang Ukraine phụ thuộc nhiều vào khả năng của các nước châu Âu hơn là diễn biến của cuộc đua bầu cử ở Mỹ. Tuy nhiên, kết quả của cuộc đối đầu chính trị ở Mỹ vẫn có thể dẫn tới những thay đổi lớn đối với Kiev. Nhà phân tích cho biết, nếu ông Trump thắng, khả năng cao là sự hỗ trợ từ Mỹ sẽ chấm dứt hoàn toàn. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói rằng lực lượng vũ trang Ukraine không có đủ đạn pháo để tiến hành các hoạt động tấn công. Ông cũng thừa nhận Kiev không có đủ vũ khí tầm xa để ngăn chặn các cuộc tấn công của quân đội Nga. Tổng thống Zelensky nói thêm rằng các lực lượng vũ trang Ukraine đang cố gắng bù đắp sự thiếu hụt đạn pháo bằng máy bay không người lái. Ông thừa nhận, mặc dù điều này có hiệu quả nhưng không thể thay thế được đạn pháo. Ông cũng khẳng định một số sáng kiến phòng thủ của Kiev đã bắt đầu phát huy tác dụng. Trong bài phát biểu hôm ngày 7 tháng 4, Tổng thống Zelensky thừa nhận Ukraine khó cầm cự nếu không có viện trợ. Ông cũng cảnh báo nếu Ukraine thua trận, các nước khác sẽ bị tấn công. Tháng 11 năm ngoái, một nguồn tin cấp cao của châu Âu cho biết các nước EU chỉ cung cấp cho Ukraine 300.000 trong số 1 triệu viên đạn theo kế hoạch. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho rằng EU sẽ không thể thực hiện lời hứa cung cấp 1 triệu quả đạn pháo vào tháng 3 năm 2024. Tháng 1 năm nay, Bloomberg đã viết, trích dẫn các nhà ngoại giao rằng các nước EU sẽ chỉ có thể cung cấp cho Ukraine khoảng 600.000 quả đạn pháo vào tháng 3 năm nay. Tuy nhiên, trên thực tế, việc giao hàng này đã không được thực hiện trước ngày 1 tháng 3. Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg mới đây đã đề xuất lập một quỹ hỗ trợ Ukraine trong dài hạn. Cụ thể, quỹ này có trị giá 100 tỷ euro nhằm hỗ trợ Ukraine trong vòng 5 năm. Đề xuất sẽ trao cho Liên minh phương Tây vai trò trực tiếp hơn trong việc điều phối, cung cấp vũ khí, đạn dược và thiết bị cho Ukraine. Cho đến nay, NATO tập trung vào viện trợ phi sát thương cho Ukraine vì lo ngại rằng vai trò trực tiếp hơn có thể gây ra căng thẳng leo thang với Nga. Các thành viên của tổ chức này đã cung cấp hàng tỷ đô la Mỹ vũ khí trên cơ sở song phương. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao cho biết ngày càng có quan điểm trong NATO rằng đã đến lúc phải đưa viện trợ quân sự cho Ukraine trên một nền tảng bền vững hơn và NATO là nơi tốt nhất để làm điều đó. Ukraine ngày càng đưa ra những lời kêu gọi khẩn thiết để Mỹ thông qua gói viện trợ bổ sung trị giá 60 tỷ đô la Mỹ mà Đảng Cộng hòa chặn suốt nhiều tháng qua.
Mỹ cho đến nay vẫn là nhà viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine. Nhưng sự phản đối gay gắt từ các thành viên Đảng Cộng hòa cứng rắn ở Quốc hội đe dọa nguồn viện trợ tương lai, trong bối cảnh Nga đang gia tăng áp lực lên nhiều thành phố tiền tuyến. Trong khi đó, Nga tin rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine cản trở việc giải quyết, trực tiếp lôi kéo các nước NATO vào cuộc xung đột và đang đùa với lửa. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lưu ý rằng bất kỳ hàng hóa nào chứa vũ khí cho Ukraine sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Nga. Theo ông, Mỹ và NATO trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột, không chỉ cung cấp vũ khí mà còn đào tạo nhân lực ở Anh, Đức, Ý và các nước khác. Điện Kremlin tuyên bố rằng việc bơm vũ khí từ phương Tây cho Ukraine không góp phần vào các cuộc đàm phán và sẽ có tác động tiêu cực. Trong bài phát biểu hồi cuối tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông kỳ vọng sẽ có thể cùng Tổng thống Thụy Sĩ Viola Amherst ấn định ngày tổ chức một hội nghị thượng đỉnh hòa bình thế giới ở Thụy Sĩ với 80-100 quốc gia trong vài ngày tới. Nga từng cho rằng hội nghị này sẽ vô nghĩa nếu thiếu sự tham dự của Moscow. Trong khi đó, Kiev trước đây đã đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình thế giới, nhưng cho biết Nga sẽ không được mời. Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, ông Zelensky cho biết cùng với nhà lãnh đạo Thụy Sĩ, ông sẽ thống nhất về thời gian và sau đó gửi lời mời tới các nhà lãnh đạo thế giới. Tổng thống Ukraine khẳng định, chúng tôi hy vọng sẽ có sự tham gia của 80-100 quốc gia. Tôi tin rằng con số này có thể gây sức ép buộc Nga hướng tới một giải pháp hòa bình công bằng. Trong cuộc phỏng vấn được ghi lại nhân chuyến thăm vùng Chernihiv, nơi ông Zelensky có chuyến công du hôm 5 tháng 4, Tổng thống Ukraine cũng cho biết chưa có danh sách cụ thể các quốc gia. Ông nói, chúng tôi sẽ nhất trí về cách thức tổ chức sự kiện trong những ngày tới. Hy vọng sự kiện sẽ diễn ra sớm. Khi được hỏi về vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ, ông Zelensky bày tỏ biết ơn Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan vì sự ủng hộ và mong muốn hòa giải. Đồng thời lưu ý rằng Thổ Nhĩ Kỳ cũng có những lợi ích khác và mối quan hệ bền chặt với Nga, ông Zelensky cho biết. Thổ Nhĩ Kỳ với tư cách bên hòa giải là không đủ đối với chúng tôi. Không còn nghi ngờ gì nữa, họ sẽ nằm trong số những nhà lãnh đạo, những quốc gia có thể thực hiện sứ mệnh hòa giải nhưng không phải là bên hòa giải chính. Ông Zelensky cho biết, hình thức của hội nghị thượng đỉnh sẽ rất phức tạp, có sự tham gia của nhiều quốc gia với những lợi ích liên quan, bao gồm cả các mối quan hệ lịch sử và đương đại với Nga, châu Âu và các nơi khác. Trước đó, Reuters dẫn lời một nguồn tin ngoại giao Nga khẳng định khả năng Moscow tham dự sự kiện là không cao, ít nhất là vào thời điểm bắt đầu cuộc đàm phán. Trong khi đó, Moscow đã cảnh báo trước rằng sáng kiến của Thụy Sĩ chắc chắn không thể thành công nếu thiếu nước này. Cũng theo nguồn ngoại giao, Moscow cho rằng Thụy Sĩ đã từ bỏ quan điểm trung lập với lập trường về cuộc xung đột. Theo nguồn tin này, Thụy Sĩ đã thông qua các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu đối với Nga về xung đột tại Ukraine và đóng băng khoảng 7,7 tỷ franc Thụy Sĩ, tương đương 8,53 tỷ đô la Mỹ tài sản chính thuộc về Nga. Tháng trước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Moscow không có ý định tham gia hội nghị hòa bình do Thụy Sĩ tổ chức về cuộc xung đột ở Ukraine, ngay cả khi được mời chính thức. Bà Zakharova nêu rõ, diễn đàn này sẽ được dành riêng để thúc đẩy công thức hòa bình Tổng thống Ukraine, mặc dù các nhà tổ chức Thụy Sĩ thể hiện rằng họ đang tìm kiếm một số điểm chung trong các sáng kiến hòa bình của các quốc gia khác nhau. Bà Zakharova giải thích rằng, kế hoạch của Tổng thống Ukraine Zelensky bao gồm một số điều khoản phi thực tế, như việc rút quân Nga về biên giới năm 1991 của Ukraine, buộc Moscow phải chịu trách nhiệm và trả tiền bồi thường, cũng như các điều khoản về lương thực, an toàn hạt nhân, năng lượng, sinh thái và các vấn đề nhân đạo. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga lưu ý các yêu cầu cơ bản của Kiev vẫn được giữ nguyên, trong khi lợi ích hợp pháp của Nga đang bị phớt lờ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, vì vậy, hội nghị sắp tới là sự tiếp nối của các cuộc họp theo hình thức Copenhagen, vốn ban đầu gây mất uy tín và giờ đã đi vào ngõ cụt. Nga tin chắc rằng Thụy Sĩ khó có thể đóng vai trò là nền tảng cho các nỗ lực hòa bình khác nhau, vì điều này đòi hỏi phải có một vị thế trung lập mà Bơn đã đánh mất. Theo bà Zakharova, tất cả những vấn đề trên khiến việc Nga tham gia vào hội nghị hòa bình ở Thụy Sĩ trở nên vô nghĩa, vì bất kể sự kiện được tổ chức theo 1, 2 hay 5 giai đoạn, bản chất kế hoạch hòa bình của Tổng thống Zelensky được các nước phương Tây hậu thuẫn vẫn không thay đổi. Những nước phương Tây ủng hộ Ukraine cho rằng một giải pháp hòa bình chỉ có thể đạt được theo các điều khoản của Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí miễn là cần thiết. Trong khi đó, Nga nhấn mạnh rằng không có khoản viện trợ nước ngoài nào sẽ thay đổi được tiến trình của cuộc xung đột. Các cuộc đàm phán hòa bình giữa Moscow và Kiev được tổ chức vào mùa xuân năm 2022, nhưng đã đổ vỡ khi cả hai bên cáo buộc nhau đưa ra những yêu cầu phi thực tế. Tổng thống Nga Vladimir Putin sau đó cho biết phái đoàn Ukraine ban đầu đã đồng ý với một số điều khoản của Nga trong cuộc đàm phán ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, vào tháng 3 năm đó nhưng tiếp theo đã đột ngột từ bỏ thỏa thuận. Điện Kremlin đã nhiều lần nhấn mạnh rằng họ vẫn để ngỏ các cuộc thảo luận có ý nghĩa và đổ lỗi cho việc chính quyền Ukraine thiếu đột phá ngoại giao.
Ngày 7 tháng 4, hãng tin TASS dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã tập kích, phá hủy một loạt vũ khí phương Tây viện trợ cho Ukraine, trong đó có một kho chứa xưởng cảm tử. Thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga nêu, lực lượng Nga đã phá hủy một nhà kho chứa các xưởng cảm tử mà NATO cung cấp cho Ukraine, hai hệ thống tên lửa đất đối không S-300, radar giám sát P-18, đồng thời đẩy lùi lực lượng Ukraine ở 107 khu vực. Ngoài ra, hệ thống phòng không của Nga cũng bắn rơi gần 300 máy bay không người lái, đánh chặn 4 tên lửa HIMARS, Uragan. Moscow không nêu cụ thể hơn về vụ tấn công, song dường như đây là vụ tập kích nhắm vào thành phố Odessa ở miền nam Ukraine. Theo đó, đêm 6 rạng sáng ngày 7 tháng 4, một vụ nổ lớn được cho là đã xảy ra tại một căn cứ xưởng cảm tử của Ukraine ở thành phố cảng này. Nga cũng tập kích hạ tầng cảng ở Paresip, ngoại ô Odessa, mục tiêu có thể là một kho nhiên liệu. Ukraine từ lâu tuyên bố xuồng cảm tử là một loại vũ khí tự chế và nhiều lần sử dụng để tấn công hạm đội biển đen của Nga. Tuy nhiên, Moscow cho rằng những vũ khí này do NATO cung cấp cho Kiev. Hạm đội biển đen của Nga đồn trú ở bán đảo Crimea đã chịu tổn thất nặng nề sau các trận tập kích của Ukraine kể từ tháng 2 năm 2022. Hải quân Ukraine tuyên bố đã phá hủy 1/3 hạm đội biển đen. Tháng trước, người phát ngôn của Hải quân Ukraine, ông Dmytro Paletenchuk cho biết, số lượng tàu bị ảnh hưởng là 27, bao gồm tàu ngầm, tàu đổ bộ cỡ lớn, tàu mang tên lửa, tàu tuần tra. Theo dữ liệu của chúng tôi, 15 chiếc vẫn đang được sửa chữa, nghĩa là 1/3 tổng số khoảng 80 tàu của hạm đội biển đen Nga bị phá hủy hoặc hư hại. Tuy nhiên, theo ông Paletenchuk, các tàu Nga vẫn hiện diện đáng kể ở biển đen, trong đó có 3 tàu ngầm, 2 tàu mang tên lửa và một số tàu tuần tra. Ukraine từ lâu đã theo đuổi mục tiêu trở thành thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Ukraine coi tư cách thành viên của Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu là mục tiêu chiến lược trong chính sách đối ngoại kể từ năm 2017. Tuy nhiên, đến nay Ukraine vẫn chưa gia nhập được khối này. Mới đây, biên tập viên kỳ cựu của tạp chí The American Conservative, ông Sumantra Maitra, nhận định chính quyền Mỹ và chính quyền các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO biết rất rõ việc Ukraine sẽ không bao giờ trở thành thành viên liên minh quân sự này. Ông Maitra cho hay, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tái khẳng định việc một ngày nào đó Ukraine sẽ gia nhập NATO. Điều này là vô nghĩa, gần như là hành động động viên tinh thần vào thời điểm này. Ông Blinken biết lời hứa của ông không trở thành sự thật. Các đồng minh châu Âu cũng biết điều đó là không đúng sự thật. Phần lớn người Mỹ không quan tâm đến Ukraine hay tích cực phản đối Mỹ can dự sâu hơn vào châu Âu. Nhà báo này bình luận, tất nhiên, việc treo củ cà rốt NATO trước mặt Ukraine là điều cực kỳ nực cười, đặc biệt khi NATO không cho Ukraine gia nhập sau khi hội nghị thượng đỉnh ở Bucharest năm 2008 và trong tương lai cũng sẽ không để nước này gia nhập. Ông Maitra nói tiếp, còn lý lẽ cho rằng các thành viên NATO sẽ chỉ chào đón Ukraine khi họ đã giải quyết được vấn đề an ninh hiện tại của mình, tức là tham gia một liên minh phòng thủ khi nhu cầu phòng thủ không còn nữa. Nhà báo này kết luận, điều tốt nhất chúng ta có thể làm là tìm kiếm một thỏa hiệp để tạo ra những vùng đệm trung lập cho Ukraine và Georgia, tương tự như Áo trong chiến tranh lạnh. Hồi cuối năm ngoái, tại một cuộc giao lưu với sinh viên ở Nikolaev, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận ông không chắc chắn liệu Ukraine có thể gia nhập NATO hay không. Ông nói, chúng tôi không biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Không ai có thể trả lời chắc chắn điều đó, hoặc chúng ta sẽ gia nhập NATO hoặc không. Ông nhấn mạnh, cho dù thế nào, Ukraine sẽ tiếp tục làm mọi việc có thể và đặt vấn đề an ninh quốc gia lên hàng đầu. Trong khi đó, phát biểu tại trụ sở NATO ở Brussels cùng với Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba, sau khi dự sự kiện đánh dấu kỷ niệm 75 năm thành lập liên minh mới đây, Ngoại trưởng Antony Blinken nhấn mạnh rằng sự ủng hộ của các quốc gia thành viên dành cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga vẫn rất vững chắc và đáng tin cậy. Ông Blinken nhấn mạnh, Ukraine sẽ trở thành thành viên của NATO. Mục đích của chúng tôi tại hội nghị thượng đỉnh sắp diễn ra vào mùa hè tại Washington là giúp xây dựng cầu nối và tạo ra con đường rõ ràng để Ukraine tiến về phía trước. Đáp lại, Ngoại trưởng Kuleba tuyên bố rằng ông biết Ukraine cần đáp ứng tất cả các điều kiện để được chấp nhận gia nhập NATO, bất chấp lời khẳng định chắc nịch của Ngoại trưởng Mỹ. Tuy nhiên, ông Kuleba nhấn mạnh rằng việc kết nạp nên diễn ra càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, khi bình luận về bài đăng chứa video phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, tỷ phú Mỹ Elon Musk cho rằng việc Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO có thể dẫn đến thảm họa hạt nhân. Đăng kèm bài đăng của ông Musk là đường dẫn phim The Day After, tạm dịch Ngày tàn sau đó của Mỹ chiếu năm 1983, trong đó có cảnh quay về kịch bản chiến tranh hạt nhân giữa Liên Xô và Mỹ. Theo kịch bản này, phần lớn trái đất sẽ trở thành nơi không thể sống được do ảnh hưởng của chiến tranh hạt nhân, có khả năng khiến nền văn minh sụp đổ và chấm dứt hầu hết sự sống trên trái đất. Ukraine đã nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 9 năm 2022 và được đảm bảo tại hội nghị thượng đỉnh của Liên minh quân sự này ở Vilnius vào tháng 7 năm 2023 rằng Kiev sẽ được kết nạp nếu đáp ứng các điều kiện cần thiết. Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social mới đây, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây bất ngờ khi viết rằng sẽ là vinh dự lớn
nếu ông vào tù vì vi phạm lệnh cấm ngôn vì liên quan đến cáo buộc ông chi tiền bịt miệng ngôi sao Stormy Daniels để ém thông tin bất lợi khi tranh cử năm 2016. Đề cập ông Mandela, biểu tượng của phong trào đấu tranh chống phân biệt chủng tộc ở Nam Phi, ông Trump nói, nếu họ muốn đưa tôi vào tù vì nói ra sự thật công khai và hiển nhiên, tôi sẽ vui lòng khi trở thành Nelson Mandela của thời hiện đại. Đó sẽ là niềm vinh dự lớn. Được biết, ông Mandela từng ngồi tù 27 năm. Trước đó, vào ngày 1 tháng 4, thẩm phán John Merchan, người sẽ chủ trì phiên tòa xét xử ông tại tòa án bang New York, đã mở rộng lệnh cấm ngôn nhằm cấm ông Trump bình luận công khai về các nhân chứng, nhân viên tòa án và các thành viên trong gia đình của họ. Theo thẩm phán Merchan, lệnh cấm phát ngôn được đưa ra bởi ông Trump từng nhiều lần đe dọa, kích động hoặc gièm pha nhằm vào các quan chức pháp lý, bao gồm cả bồi thẩm đoàn. Phiên tòa dự kiến bắt đầu ngày 15 tháng 4. Cựu Tổng thống Trump từng so sánh mình với ông Mandela trong cuộc vận động tranh cử năm 2023, ngoài ra còn tự ví mình là Chúa Giê-xu. Về bài đăng cuối tuần trước, nhóm vận động tranh cử của Tổng thống Joe Biden nhanh chóng lên tiếng chỉ trích ông Trump. Nhóm vận động của Tổng thống Biden cho biết, người này tự cho mình là trung tâm tới mức ví bản thân với Chúa Giê-xu và Nelson Mandela trong vòng hơn một tuần. Đó là ông Donald Trump của các vị. Ông Mandela là biểu tượng của phong trào đấu tranh chống phân biệt chủng tộc ở Nam Phi, từng ngồi tù 27 năm. Sau khi ra tù, ông dẫn dắt phong trào chấm dứt chế độ cầm quyền của người da trắng thiểu số và đảm bảo quyền bầu cử cho người da màu tại Nam Phi. Năm 1993, ông Mandela được bầu làm Tổng thống Nam Phi và giữ chức vụ năm 1994 đến 1999. Ông qua đời năm 2013 ở tuổi 95 sau nhiều tháng điều trị bệnh phổi tại nhà. Phiên tòa xét xử vụ tiền bịt miệng ngôi sao Stormy Daniels dự kiến diễn ra vào ngày 15 tháng 4. Đây là một trong bốn vụ truy tố hình sự mà ông Trump đang phải đối mặt trước thềm cuộc bầu cử Mỹ. Theo Reuters, đây có thể là phiên bản duy nhất diễn ra trước cuộc bầu cử. Ông Trump đã không nhận tội trước bất kỳ cáo buộc nào và cho rằng các cuộc điều tra có động cơ chính trị. Trong một diễn biến liên quan đến tranh cử, cuối tuần qua, chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump thông báo đã nhận được 50,5 triệu đô la Mỹ từ hoạt động gây quỹ lớn nhất từ trước đến nay của ông chỉ trong một buổi tối diễn ra ở bang Florida. Đây là thông tin tích cực với ông Trump trong bối cảnh cựu Tổng thống Mỹ đang bị đối thủ Joe Biden bỏ xa về số tiền quỹ tranh cử. Hiện tại, đội ngũ tranh cử của ông Biden đã thu về 192 triệu đô la Mỹ, gấp đôi số tiền ông Trump thu được. Có khoảng 100 khách mời dự buổi tiệc tối gây quỹ tại thị trấn Palm Beach, bang Florida, bao gồm nhiều tỷ phú từng công khai chỉ trích các chính sách an sinh xã hội dưới thời ông Biden và cựu Tổng thống Barack Obama. Buổi gây quỹ tổ chức tại tư dinh của tỷ phú John Paulson. Ông Trump đi cùng phu nhân Melania. Tham dự buổi gây quỹ còn có Thượng nghị sĩ Tim Scott, cựu ứng viên Tổng thống Vivek Ramaswamy. Kết thúc buổi gây quỹ, chiến dịch của ông Trump loan báo đã nhận được tổng cộng 50,5 triệu đô la Mỹ. Đứng bên cạnh phu nhân Melania sau buổi gây quỹ, ông Trump nói số tiền thu được cho thấy người dân muốn góp phần vào sứ mệnh làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Trước đó tại New York, Tổng thống Joe Biden cũng đã tổ chức buổi gây quỹ với sự tham gia của hai cựu tổng thống Bill Clinton và Barack Obama, thu về được 26 triệu đô la Mỹ tiền bán vé. Ban đầu, ông Trump khá chật vật để thu hút các nhà tài trợ lớn cho chiến dịch tái tranh cử của mình. Tuy nhiên, sau những chiến thắng liên tiếp trong bầu cử sơ bộ và nắm chắc đề cử của Đảng Cộng Hòa, ông bắt đầu thu hút được nhiều nhà tài trợ lớn hơn. Trong khi đó, người phát ngôn của ông Biden, Amar Moussa, bình luận giới tỷ phú đổ đến sự kiện gây quỹ của ông Trump chỉ vì họ hy vọng sẽ được ưu đãi về thuế nếu ông Trump trở lại Nhà Trắng lần nữa. Ông nói, những người siêu giàu thực sự tức giận với Tổng thống Biden vì đã bắt họ phải trả phần công bằng của mình. Trong bản thông cáo gửi cho báo Hin, đội ngũ tranh cử của ông Biden công kích buổi tối gây quỹ tranh cử của ông Trump. Nếu các bạn muốn biết ông Donald Trump sẽ đấu tranh với ai trong nhiệm kỳ thứ hai, hãy nhìn vào danh sách được ông ấy mời đến bữa tối ngày 7 tháng 4, chỉ toàn những kẻ gian lận thuế, lừa đảo, phân biệt chủng tộc và phần tử cực đoan. Năm 2020, ông Biden từng gây quỹ thành công hơn ông Trump và trở thành ứng viên tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mỹ huy động được hơn 1 tỷ đô la Mỹ từ các nhà tài trợ. Trận tái đấu năm 2024 có thể còn tốn kém hơn thế. Chiến lược gia kỳ cựu của Đảng Cộng Hòa, Scott Reed, hiện làm việc cho COPAC, ủng hộ ông Mike Pence nói, một khi bạn bị tụt lại phía sau trong cuộc đua gây quỹ, nó sẽ giống như đám mây đen che mờ chiến dịch tranh cử của bạn. Thiếu hụt nguồn tiền cũng có thể ảnh hưởng tới cách ông Trump tiếp cận cuộc bầu cử. Ông hiện cố gắng thu hút hai nhóm nhà tài trợ khác nhau, có quan điểm về cách tiến hành chiến dịch và tương lai chính quyền đối lập nhau. Nhà đầu tư truyền thông đã ủng hộ hàng triệu đô la Mỹ cho cựu tổng thống trong năm nay là Omed Malik nói rằng, ông Trump đang thực hiện cuộc trở lại chính trị vĩ đại nhất trong lịch sử. Mặt khác, chiến dịch của ông Trump cũng tìm kiếm những nhà tài trợ truyền thống của Đảng Cộng Hòa, thường tập trung ở trung tâm tài chính New York. Nhiều người trong số họ lo ngại tiền quyên góp của họ có thể được dùng cho các hóa đơn pháp lý của Trump và dường như không ủng hộ kế hoạch áp thuế 10% đối với tất cả hàng nhập khẩu của cựu tổng thống. Các tỷ phú Ken Griffin, Stanley
Deruk Kenmiller, Bonsinger và Warren Stephen từng chi tổng cộng hơn 13 triệu đô la Mỹ để giúp bà Nikki Haley trong các cuộc bầu cử sơ bộ. Tỷ phú Jeff Joss chi khoảng 5 triệu đô la Mỹ cho ứng viên Vivek Ramaswamy, trong khi Stephen Squaman chi 2 triệu đô la Mỹ cho COPAC ủng hộ ứng viên Chris Christie. Tất cả những ứng viên này đều đã dừng tranh cử. Hầu hết họ đang cân nhắc các lựa chọn như ủng hộ ông Trump, quay sang ông Biden, ủng hộ đảng thứ ba hay đứng ngoài cuộc. Quyết định của các nhà tài trợ hàng đầu đảng Cộng Hòa sẽ cho biết liệu họ có tin tưởng ông Trump giành chiến thắng hay không. Mang họ nổi tiếng nhất trong chính trường Mỹ, ông Robert Kennedy có vẻ đang trở thành mối nguy hiểm rõ ràng với Tổng thống Joe Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Luật sư môi trường và nhà lý thuyết âm mưu này đang nhận được mức độ ủng hộ hai con số. Một cuộc thăm dò cho thấy ứng cử viên độc lập, ông Robert Kennedy, đang đe dọa Tổng thống Joe Biden nhiều hơn cả đối thủ Đảng Cộng hòa Donald Trump. Đảng Dân chủ từng sợ hãi những người ngoài cuộc sau khi hai ông Joe Siebert và ông Donald Trump giành chiến thắng với tỷ lệ xích sao năm 2000 và 2016 do hai ứng viên Al Gore và Hillary Clinton giành được số phiếu bầu đáng kể. Giáo sư và nhà phân tích chính trị tại Đại học Binghamton, Mỹ, ông Donald Nieman cho biết, phân cực quá mạnh là lý do khiến ứng cử viên thứ ba trở thành mối đe dọa vào thời điểm này. Ông Nieman cho biết, chỉ có 6 trong 7 bang thực sự cạnh tranh và một số bang trong đó sẽ được quyết định với chỉ 10 đến 20.000 phiếu. Vì vậy, bất cứ điều gì khiến một nhóm cử tri đáng tin cậy quay lưng có thể là yếu tố quyết định. Sự nổi tiếng của Kennedy giúp ông thu hút trung bình khoảng 10% ủng hộ trong các cuộc thăm dò bầu cử, làm phức tạp thêm chiến lược của Tổng thống Biden khi ông đang muốn cuộc bầu cử vào tháng 11 là cuộc đua sòng mã với đối thủ Trump. Ông Kennedy là người hoài nghi về vaccine và bị cho là đã truyền bá thông tin sai lệch, hạ thấp vụ nổi loạn ở đồi Capitol vào năm 2021. Ông khẳng định đã có đủ sự ủng hộ để cạnh tranh ở 6 tiểu bang và đặt mục tiêu thu hút được 1 triệu chữ ký để đủ điều kiện ở tất cả 50 bang. Chiến lược gia trưởng của hãng tư vấn chính trị Red Park là Chandler Green cho biết, Kennedy đã trở thành mối đe dọa thực sự đối với nhóm vận động tranh cử của ông Biden tại các bang dao động chủ chốt. Ông ấy lấy phiếu thực sự tốt từ nhóm cử tri độc lập và tuổi trẻ, những người có truyền thống ủng hộ ông Biden. Ủy ban quốc gia của Đảng Dân Chủ đang nỗ lực ngăn cản ông Kennedy bằng cách đưa bảng quảng cáo di động đến gần những nơi ông vận động và thực hiện những hành động pháp lý để cản trận ứng viên này. Doanh nhân George Perot, một người theo đường lối bảo thủ, trở thành một trong những lá bài ẩn thành công nhất trong lịch sử Mỹ, thu về 19% phiếu bầu trong cuộc bầu cử năm 1992, khiến ông Sophie S.W. Bird không thể thắng đối thủ Bill Clinton. Những quan điểm kiểu thuyết âm mưu của Kennedy và việc ông phản đối viện trợ cho Ukraine từng khiến ứng viên này trở thành người được yêu thích trong phong trào làm nước Mỹ vĩ đại trở lại, MAGA của ông Trump. Tuy nhiên, ông Trump đã bác bỏ quan điểm cho rằng ông Kennedy có thể là một Perot. Trong bài đăng gần đây trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết, anh ấy là đối thủ chính trị của Joe Biden, không phải của tôi. Tôi thích việc anh ấy tranh cử. Ông Kennedy, 70 tuổi, bắt đầu tranh cử Nhà Trắng với tư cách là thành viên Đảng Dân Chủ, nhưng rời khỏi cuộc bầu cử sơ bộ sau khi phàn nàn về chiến thuật bắt nạt của các đồng minh nhằm ngăn ông tranh cử. Phụ tá của ông Bird là ông Keith Nahisian, trong nỗ lực thất bại trước đối thủ Clinton năm 1992, cho rằng ông Biden đã mắc sai lầm lớn khi xa lánh ông Kennedy. Ông Kennedy đã tìm ra cách nào đó để thu hẹp khoảng cách tài trợ khiến các đảng viên Đảng Dân Chủ lo lắng hơn nữa bằng cách chọn người đồng hành tranh cử Nicole Shanahan, người từng là nhà tài trợ của Đảng Dân Chủ ở California, với núi tiền dồi dào. Ông Nazian mô tả luật sư và nhà từ thiện Shanahan là người xuất cánh tả và không có khả năng loại bỏ những người ủng hộ ông Trump. Tuy nhiên, ông cảnh báo các thành viên Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ không nên tự mãn. Ông Nazian nói, chúng ta thấy trong vài tuần qua, cả ông Trump và ông Biden thực sự bắt đầu công JFK bởi vì giờ đây họ coi ông ấy là mối đe dọa thực sự, đặc biệt là đối với ông Biden ở những bang quan trọng nơi ông ấy có thể thua cuộc. Mới đây, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cho biết nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở Ukraine đã bị hư hại trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hôm ngày 7 tháng 4, đồng thời gọi cuộc tấn công là một sự cố nghiêm trọng có khả năng làm suy yếu tính toàn vẹn của hệ thống ngăn chặn lò phản ứng. Trong một tuyên bố trên mạng xã hội X vào rạng sáng ngày 8 tháng 4, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi cho biết nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia đã hứng chịu các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, bao gồm ít nhất 3 lần tấn công trực tiếp vào lò phản ứng chính. Ông Grossi viết, lần đầu tiên kể từ tháng 11 năm 2022 và sau khi tôi đưa ra 5 nguyên tắc cơ bản để tránh một tai nạn hạt nhân nghiêm trọng dẫn tới phóng xạ bị phát tán, IAEA xác nhận đã xảy ra ít nhất 3 vụ tấn công trực tiếp vào cấu trúc bảo vệ lò phản ứng chính ở nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Điều này không thể xảy ra. Theo tờ Euromaidan,
Trong tuyên bố của mình, Tổng Giám đốc IAEA còn nhấn mạnh rằng không ai có thể hưởng lợi từ các cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân và kêu gọi không nên làm những hành động như vậy. Theo Rosatom, cuộc tấn công đầu tiên vào nhà máy xảy ra ở khu vực gần căng tin, làm 3 nhân viên bị thương. Rosatom không nói loại vũ khí liên quan. Trong vòng nửa giờ, một máy bay không người lái đã tấn công khu vực bốc hàng và một máy bay không người lái sau đó tấn công mái của lò phản ứng thứ 6. Ngày 8 tháng 4, đài CNN dẫn lời tuyên bố được đăng trên kênh Telegram chính thức của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Trong đó, chính quyền Nga cáo buộc quân đội Ukraine đã thực hiện một loạt cuộc tấn công nhằm vào cơ sở này bằng cách sử dụng máy bay không người lái kiểu tự nổ. Tuyên bố đăng trên Telegram chính thức của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia cho hay một chiếc xe tải đang giữ thực phẩm đã bị hư hỏng và một vụ va chạm khác được ghi nhận tại khu vực cảng hàng hóa của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Tuyên bố cho biết thêm, việc pháo kích vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia và cơ sở hạ tầng của nó là không thể chấp nhận được. Không có nhà máy điện hạt nhân nào trên thế giới được thiết kế để chịu được hỏa lực toàn diện từ lực lượng vũ trang. Thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng có thể ảnh hưởng đến hoạt động an toàn của nhà máy điện hạt nhân. Tuy nhiên, một quan chức tình báo Ukraine khẳng định Kiev không liên quan đến bất kỳ cuộc tấn công nào vào Zaporizhia, đồng thời tố Nga thực hiện cuộc tấn công đó. Quân đội Nga kiểm soát Zaporizhia trong những tuần đầu tiên của chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Moscow và Kiev cáo buộc lẫn nhau tấn công nhà máy nằm gần chiến tuyến của cuộc xung đột kéo dài 25 tháng, dẫn đến nguy cơ xảy ra thảm họa hạt nhân. Zaporizhia có 6 lò phản ứng làm mát bằng nước và điều tiết bằng nước VVER-1000 VVB-20 do Liên Xô thiết kế, có chứa uranium-235. Nhà máy này cũng đã sử dụng nhiên liệu hạt nhân. Truyền thông mới đây đưa tin, Giám đốc điều hành Gazprom NEP, ông Alexander Diukov thông báo công ty sẵn sàng hoàn thành nghĩa vụ của mình theo hạn ngạch tháng 4 của thỏa thuận OPEC Cộng về việc cắt giảm sản lượng dầu vào cuối tháng. Ông Diukov cho biết, theo truyền thống, Bộ Năng lượng sẽ thông báo hạn ngạch cho chúng tôi và chúng tôi tiến hành thực hiện hạn ngạch đó. Kế hoạch của chúng tôi là đạt được khối lượng cắt giảm sản lượng cần thiết vào cuối tháng. Trong cuộc họp ngày 3 tháng 4 của Ủy ban Giám sát chung cấp Bộ trưởng của OPEC Cộng, không có khuyến nghị nào được đưa ra liên quan đến việc thay đổi chính sách sản xuất dầu. OPEC Cộng đã đồng ý tự nguyện cắt giảm sản lượng dầu tổng cộng 2,2 triệu thùng mỗi ngày kể từ quý 1 năm 2024. Nỗ lực phối hợp này nhằm mục đích khôi phục trạng thái cân bằng cho thị trường dầu mỏ. OPEC Cộng ban đầu đã lên kế hoạch cắt giảm sản lượng này trong quý 1, nhưng vẫn để ngỏ khả năng có thể được gia hạn. Hiện tại, việc cắt giảm sản xuất tự nguyện cũng sẽ được thực hiện trong quý 2. Cam kết của Gazprom NEP trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình nhấn mạnh sự tuân thủ của công ty đối với các thỏa thuận trong khuôn khổ thỏa thuận OPEC Cộng. Sự tuân thủ như vậy từ Nga là rất quan trọng trong việc OPEC Cộng duy trì sự ổn định trong thị trường dầu mỏ toàn cầu, đặc biệt là trong bối cảnh có những biến động liên tục về động lực cung cầu và sự bất ổn địa chính trị. Việc Gazprom NEP tuân thủ kịp thời hạn ngạch tháng 4 sẽ góp phần vào mục tiêu rộng lớn hơn là đạt được sự ổn định của thị trường, sau khi việc tuân thủ đã trở thành điểm nghẽn đối với OPEC Cộng. Ủy ban Giám sát chung cấp Bộ trưởng GMMC của OPEC Cộng đã yêu cầu Iraq và Kazakhstan trình bày kế hoạch chi tiết về việc cắt giảm sản lượng trong quý 2 để bù đắp cho lượng sản xuất dư thừa trong quý 1. Gazprom NEP là chi nhánh dầu mỏ của tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga. Gazprom NEP là nhà sản xuất dầu lớn thứ 3 của Nga. Gazprom NEP hoạt động tốt hơn Gazprom. Gazprom là tập đoàn sản xuất khí đốt lớn nhất thế giới tính theo sản lượng và trữ lượng. Tuy nhiên, doanh thu của Gazprom giảm mạnh khi doanh số bán sang châu Âu giảm trong bối cảnh căng thẳng chính trị ở Ukraine. Năm 2005, Gazprom đã mua Gazprom NEP, lúc đó được gọi là Sibneft, với giá hơn 13 tỷ đô la Mỹ từ ông trùm Roman Abramovich. Chính phủ Nga đã yêu cầu các công ty dầu mỏ giảm sản lượng trong quý 2 để nước này có thể đáp ứng mục tiêu sản xuất 9 triệu thùng một ngày của OPEC Cộng vào cuối tháng 6 tới. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak tuyên bố Nga sẽ cắt giảm sản lượng cũng như giảm xuất khẩu thêm 471.000 thùng một ngày trong quý 2, song song với việc cắt giảm sản lượng của các thành viên OPEC Cộng khác. Sau đó, Nga sẽ giảm dần việc cắt giảm xuất khẩu và chỉ tập trung vào việc giảm sản lượng. Mặc dù ông Novak vẫn chưa cung cấp mức sản lượng mục tiêu, nhưng Reuters tính toán rằng sản lượng sẽ giảm xuống gần 9 triệu thùng một ngày trong tháng 6 năm nay nếu nước này tiến hành cắt giảm sản lượng theo kế hoạch. Giá dầu đã tăng ngay sau khi Nga yêu cầu các công ty cắt giảm sản lượng dầu hồi cuối tháng trước. Xu hướng tăng ổn định của giá dầu kể từ đó đến nay đã làm dấy lên suy đoán rằng giá dầu có thể đạt ngưỡng 100 đô la Mỹ một thùng nếu điều kiện thị trường hiện tại tiếp diễn. Nhà phân tích Natasha Kaneva của JP Morgan dự đoán giá dầu thô Brent sẽ đạt 100 đô la Mỹ một thùng vào tháng 9 tới. Trong một ghi chú, bà Kaneva và các đồng nghiệp viết, hành động của Nga có thể đẩy giá dầu Brent lên 90 đô la Mỹ một thùng trong tháng 4, đạt mức trung bình 90 đô la Mỹ một thùng vào tháng 5
và gần 100 đô la Mỹ một thùng vào tháng 9 năm nay. Trong một diễn biến liên quan khác, theo cơ quan tài nguyên khoáng sản Liên bang Nga Rosneftra, Nga đang tăng cường thăm dò dầu, khí đốt và khoáng sản trên thềm lục địa khi nước này tiến hành các nghiên cứu khoan và địa chất toàn diện đầu tiên sau 30 năm. Trong một cuộc họp hồi tháng trước, giám đốc Rosneftra, ông Yevgeny Petrov thông báo với Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin rằng Rosneftra quản lý 190 địa điểm thăm dò trên toàn quốc giữa Kaliningrad và Viễn Đông của Nga, với các dự án từ khoan sâu dầu khí đến thăm dò địa vật lý các khoáng sản rắn bằng máy bay không người lái. Hãng thông tấn Nga Interfax dẫn lời ông Petrov cho biết, lần đầu tiên sau 30 năm, chúng tôi đã thực hiện cách tiếp cận có hệ thống để thăm dò, bắt đầu làm việc trên thềm lục địa và khoan bốn giếng. Đây thực sự là những kết quả địa chất quan trọng. Giám đốc Rosneftra lưu ý, nhiệm vụ địa chất cơ bản là đánh giá trữ lượng dầu khí của các lưu vực đã được hoàn thành. Ông cho hay, khối lượng dầu khí được bổ sung vào trữ lượng tài nguyên tăng 20% trong năm 2023 so với năm 2022. Nga đang tự mình thăm dò sau khi gần như tất cả các công ty phương Tây rút khỏi Nga hoặc dừng hoạt động sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát. Giám đốc điều hành Olivier Lepeut nói với tờ Financial Times rằng một ngoại lệ đáng chú ý là SLB, công ty dịch vụ mỏ dầu lớn nhất thế giới, không có kế hoạch rời khỏi Nga. Áp lực đã đè nặng lên các công ty, đặc biệt là trong ngành dầu khí, phải rút khỏi Nga sau xung đột Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Lepeut nói với Financial Times rằng, khi chúng tôi quyết định, chúng tôi sẽ công khai nếu cần, nhưng hiện tại vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra. Cuối tuần trước, khoảng 100.000 người Israel, trong đó có lãnh đạo phe đối lập Yair Lapid, đã biểu tình phản đối chính quyền Netanyahu ở Tel Aviv và các thành phố khác với yêu cầu bầu cử ngay bây giờ. Lãnh đạo đối lập Lapid nói, họ sẽ không ngăn cản chúng tôi cũng như không buộc chúng tôi phải dừng các cuộc biểu tình cho đến khi tất cả những người bị bắt cóc trở về và chính phủ này sụp đổ. Người biểu tình hô vang, chính xác thì cảnh sát đang bảo vệ ai và Ben Gvi là một kẻ khủng bố. Ở Haaretz đưa tin, những câu nói của những người biểu tình được cho là ám chỉ Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel. Theo truyền thông Israel, những người tổ chức cuộc biểu tình chống chính phủ ở Tel Aviv cho biết, có 100.000 người đã tham gia biểu tình, họ yêu cầu Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từ chức, kêu gọi bầu cử sớm. Họ cũng kêu gọi ông Netanyahu đạt được thỏa thuận với các chiến binh Palestine để thả hơn 100 người Israel được cho là vẫn đang bị giam cầm. Phát biểu tại cuộc họp báo trước cuộc biểu tình, người có con trai bị bắt đến Gaza làm con tin, Zainab Jangoker tuyên bố rằng ông Netanyahu đang cố tình tránh một thỏa thuận với Hamas để làm hài lòng các đối tác liên minh cực hữu của mình. Ông Jangoker nói, ông Netanyahu đang cố tình thất bại trong thỏa thuận và ông ta đang đứng giữa chúng tôi và những người thân yêu của chúng tôi ở Gaza. Các con tin không có thời gian bầu cử và phải chờ đợi, trở ngại cho thỏa thuận phải được dỡ bỏ ngay bây giờ và ông Netanyahu cần bị thay thế ngay lập tức. Hồi cuối tháng trước, hàng chục nghìn người Israel cũng đã biểu tình tại nhiều thành phố để yêu cầu chính phủ giải cứu toàn bộ con tin ở Gaza và Thủ tướng Netanyahu phải từ chức. Người dân xuống đường tham gia những cuộc biểu tình ở Tel Aviv, Jerusalem, Qaisaria, Jaanana và Heliza. Họ yêu cầu chính phủ giải cứu toàn bộ con tin đang bị giữ ở Dải Gaza. Tại thành phố Kaplan ở Tel Aviv, đám đông kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử ngay lập tức. Cảnh sát nỗ lực đẩy lùi người biểu tình ở cổng Begin, một trong những cổng vào trụ sở quân sự Kiria trong thành phố. Trong bối cảnh các cuộc biểu tình liên tục diễn ra, các phái đoàn của Israel và Hamas đã tới Cairo để tham gia các cuộc đàm phán ngừng bắn do Ai Cập và Qatar làm trung gian vào cuối tuần trước. Trong khi lệnh ngừng bắn tạm thời vào cuối tháng 11 dẫn tới việc Hamas trao đổi 105 con tin lấy 240 tù nhân Palestine trong các nhà tù của Israel, thì gần đây các vòng đàm phán liên tiếp thất bại, với việc Israel từ chối chấp nhận thả các tù nhân theo từng giai đoạn do Hamas đề xuất và các chiến binh chỉ chấp nhận Israel rút quân hoàn toàn khỏi Gaza. Ông Netanyahu khẳng định Israel sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi đạt được chiến thắng hoàn toàn trước Hamas và nhà nước Do Thái sẽ duy trì quyền kiểm soát an ninh hoàn toàn đối với Gaza sau khi xung đột kết thúc. Thủ tướng Israel vốn đã không được lòng dân trước khi cuộc xung đột bắt đầu vào tháng 10. Hàng chục nghìn người tuần hành gần như hàng tuần để yêu cầu ông từ chức vì nhiều vụ bê bối tham nhũng và một gói cải cách tư pháp gây tranh cãi. Giao tranh đã khiến các cuộc biểu tình dừng lại cho đến đầu năm nay, nhưng các cuộc biểu tình đã gia tăng quy mô kể từ tháng trước. Mới đây, truyền thông Nga đã công bố hình ảnh cho thấy Moscow dường như lắp lên các xe tăng tham chiến ở Ukraine, các tổ hợp tác chiến điện tử. Để gây nhiễu các máy bay không người lái UAV cảm tử của Ukraine, Nga đã bắt đầu gắn lên xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 và T-90 các hệ thống tác chiến điện tử EVK cỡ lớn trên đỉnh tháp pháo. Đây được xem là biện pháp mới nhất của Nga nhằm đối phó với UAV Ukraine sau khi các giải pháp như lồng sắt, phần mái kim loại để chặn các vũ khí lao thẳng xuống.
Trong một bức ảnh do truyền thông vừa đăng tải cho thấy, chiếc T-723 của Nga được gắn hệ thống EVKEP có 8 anten kết nối với bộ phận điều khiển. Ngoài ra, Nga cũng lắp các tổ hợp EVKEP lên xe tăng T-90 hay T-80 BVM. Trước đó, Nga đã phát triển một hệ thống EVKEP cho xe tăng mang tên Sanija. Moscow đã bắt đầu sản xuất hàng loạt khí tài này. Sanija tự động phát hiện UAV góc nhìn thứ nhất FPV trong phạm vi lên tới 1,5 km và tấn công loại bỏ mối đe dọa khi nó cách mục tiêu khoảng 1 km. Hệ thống này bao gồm một máy dò thụ động có hai anten nhỏ thẳng đứng và một bộ ghế nhiễu bao gồm 8 anten dài khoảng 0,5 m. Sanija có thể được triển khai để bảo vệ các vị trí cố định hoặc được vận hành khi đang di chuyển, được trang bị thêm các miếng đệm rung để hấp thụ chấn động từ xe bọc thép. TASS cho biết, xe tăng Nga đã được trang bị thiết bị tác chiến điện tử tiêu chuẩn để chống lại UAV của đối phương. UAV FPV có cấu tạo đơn giản, có sẵn trên thị trường, được trang bị thêm đầu đạn hoặc chất nổ từ đạn lựu đạn, tên lửa, RPG để bay vào mục tiêu. Gần như tất cả các UAV tấn công mang bom làm vảng đều được điều khiển bằng màn hình thực tế ảo từ xa. Nếu EVKEP có thể ngắt được tín hiệu điều khiển, UAV sẽ trở nên vô dụng vì nó sẽ không thể lao tới mục tiêu. Nga vốn được xem là cường quốc về tác chiến điện tử và điều này đã gây ra không ít khó khăn cho Ukraine. Về lý thuyết, thiết bị gây nhiễu sẽ chặn tín hiệu vô tuyến giữa UAV FPV và người điều khiển nó, khiến UAV đi chệch hướng. EVKEP được xem là sát thủ vô hình vì không bắn ra thuốc nổ nhưng có khả năng tiêu diệt vũ khí. Ngày 7 tháng 4, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel cho biết đang sẵn sàng đối phó với mọi kịch bản có thể xảy ra với Iran khi Israel đang trong trạng thái cảnh giác cao độ trong một cuộc tấn công trả đũa từ Tehran. Hôm ngày 4 tháng 4 vừa qua, trang tin Axios của Mỹ cũng đăng tải thông tin giới chức Israel tuyên bố họ nắm thông tin tình báo cho thấy Iran có thể tấn công Israel từ lãnh thổ Iran bằng cách sử dụng tên lửa đạn đạo tầm xa, tên lửa hành trình hoặc UAV. Trước đó, ngày 1 tháng 4, một vụ không kích nghi do Israel thực hiện nhắm vào khu đại sứ quán Iran tại Syria đã khiến một số sĩ quan Iran thiệt mạng. Trong số những người đó có chuẩn tướng Mohammad Reza Zahedi, chỉ huy cấp cao của lực lượng Quds thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC. Iran khẳng định sẽ trả đũa Israel vì vụ tấn công. Ông Ayatollah Ali Khamenei, lãnh đạo tối cao của Iran nói, Israel sẽ tiếp tục thất bại tại Gaza và trong cả những nỗ lực vô vọng như những gì họ đã làm ở Syria. Họ sẽ phải nhận sự trả đũa cho hành động này. Cộng đồng quốc tế ngay lập tức cảnh báo Iran thận trọng trong những bước đi tiếp theo. Trợ lý Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách Trung Đông, ông Khaled Khiari phân tích, bất kỳ tính toán sai lầm nào cũng có thể khiến xung đột lan rộng trong khu vực vốn đã bất ổn, cùng những hậu quả tàn khốc đối với dân thường vốn đã phải chịu nhiều nỗi thống khổ tại Syria, Liban, vùng lãnh thổ Palestine và trên khắp Trung Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Uông Văn Bân cho hay, tình hình hiện nay tại Trung Đông đang rối ren, do vậy Trung Quốc phản đối mọi hành động làm leo thang căng thẳng tại đây. Trong bối cảnh đó, Văn phòng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Yoav Gallant của Israel đã ra thông cáo sau khi ông có buổi đánh giá tình hình hoạt động với các sĩ quan quân đội cấp cao. Trong thông cáo, Văn phòng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel cho biết, sau khi hoàn thành việc đánh giá, Bộ trưởng Gallant nhấn mạnh rằng cơ quan quốc phòng đã hoàn tất các chuẩn bị cho việc ứng phó trong bất kỳ kịch bản nào có thể diễn biến với Iran. Israel hiện chưa xác nhận họ đứng sau vụ không kích Đại sứ quán Iran tại Syria. Trong khi đó, lãnh đạo Israel thường đề cập một cách tổng quát rằng họ đang có hoạt động chống lại Iran. Theo hãng tin Reuters, Iran ủng hộ nhóm vũ trang Hamas ở dải Gaza và nhóm Hezbollah ở Liban. Cả hai nhóm này đều đang có xung đột với Israel trong 6 tháng qua. Theo đó, lực lượng mạnh nhất trong các nhóm thân Iran là Hezbollah ở Liban. Phong trào này được cho là sở hữu khoảng 150.000 tên lửa và đạn dẫn đường chính xác đặt gần Israel. Hezbollah cũng đã chứng minh có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Israel. Vì trước đó, chính Hezbollah cũng đã tuyên bố cuộc tấn công ngày 1 tháng 4 vừa qua sẽ vấp phải sự trừng phạt và trả thù. Kênh truyền hình Channel 12 ở Israel thì nhận định rằng Iran có khả năng sẽ trả đũa bằng cách phóng tên lửa trực tiếp từ lãnh thổ của mình thay vì thông qua bất kỳ nhóm ủy nhiệm nào. Một cuộc tấn công từ lãnh thổ Iran có khả năng sẽ buộc Israel phải đáp trả mạnh mẽ, khiến căng thẳng leo thang. Hiện Mỹ cũng đang trong trạng thái cảnh giác cao độ và chuẩn bị cho một cuộc tấn công có khả năng xảy ra từ phía Iran nhắm vào các tài sản của Mỹ hoặc Israel trong khu vực. Mới đây, truyền thông Iran cho biết nước này hiện sở hữu 9 loại tên lửa có tầm bắn đủ vươn tới lãnh thổ Israel. Cụ thể, hãng tin ISNA đã đăng tải hình ảnh cho thấy các loại tên lửa đạn đạo có khả năng này của Iran gồm Zeyn, Kaiba, Ema, Zahaba, Gador, Bave, Fatah 2, Kepa Sekan và 2 Qasem.
Các tên lửa này có vận tốc từ Mach 5 đến Mach 14, từ gần 6.200 km/h đến hơn 17.000 km/h. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Iran cảnh báo sẽ đáp trả cứng rắn Israel vì cho rằng Israel đứng sau vụ tấn công lãnh sự quán Iran ở Syria, khiến 7 thành viên lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thiệt mạng, trong đó có một tướng cấp cao. Tướng quân đội của Iran là Mohammad Bagheri cho biết Iran sẽ quyết định thời gian và thách thức trả đũa thích hợp để gây tổn thất tối đa cho Israel, khiến Israel phải hối hận về những gì đã làm. Một quan chức cấp cao khác của Iran cảnh báo, không đại sứ quán nào của Israel trên thế giới còn an toàn sau vụ tập kích lãnh sự quán Iran. Theo đó, trong bài phát biểu hôm 7 tháng 4, cố vấn cấp cao của lãnh đạo tối cao Iran, tướng Rara Rahim Safavi nói rằng, không đại sứ quán nào của Israel an toàn và Tehran coi khả năng xung đột với Tel Aviv là quyền hợp pháp. Vị tướng này đồng thời cảnh báo sẽ khiến chế độ Israel hối tiếc vì đã tấn công lãnh sự quán Iran ở Syria, đồng thời nói thêm rằng mặt trận kháng chiến Iran đã chuẩn bị đầy đủ để thực hiện điều này. Ông Safavi cho biết, chúng ta phải chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Vị tướng này cũng nhấn mạnh thêm, không có đại sứ quán nào của chế độ này còn an toàn nữa và do đó, cho đến nay, họ đã đóng cửa 28 đại sứ quán của mình vì lo sợ. Cựu chỉ huy trưởng lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran Rahim Safavi nói thêm rằng, những người định cư Israel đang sống trong nỗi sợ hãi trước cuộc tấn công liều lĩnh vào lãnh sự quán Iran. Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, khoảng 28 đại sứ quán Israel trên thế giới đã tạm đóng cửa hôm 5 tháng 4 vừa qua. Israel đang trong tình trạng cảnh giác trước một cuộc tấn công đáp trả tiềm tàng từ Tehran. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố, nước này đã hoàn tất việc chuẩn bị đáp trả cho mọi tình huống xảy ra với Iran. Ngày 7 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant thông báo quân đội nước này đã rút quân khỏi thành phố Khan Yunis ở phía nam Gaza để chuẩn bị cho những nhiệm vụ mới, trong đó có ở Rafah. Cùng ngày, Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel IDF Herzi Halevi khẳng định cuộc xung đột ở Gaza vẫn tiếp diễn và còn lâu mới kết thúc. Tờ Haaretz của Israel dẫn lời một quan chức quân đội nước này nhấn mạnh, việc chúng tôi duy trì tại Khan Yunis là không còn cần thiết. Sư đoàn số 98 đã triệt phá nhiều đơn vị của Hamas tại Khan Yunis, đồng thời tiêu diệt hàng nghìn thành viên của lực lượng này. Chúng tôi đã thực hiện mọi điều có thể ở đó. Lực lượng phòng vệ Israel IDF cũng nêu rõ người Palestine buộc phải di rời khỏi Khan Yunis này có thể quay trở về nhà. Ngoài ra, IDF thông báo hai lữ đoàn sẽ duy trì hiện diện tại nửa phía bắc của Gaza và hành lang mới chia đôi dải đất này ở Wadi Gaza. IDF khẳng định điều này nhằm bảo toàn cho hoạt động của lực lượng này cũng như khả năng quản lý các cơ sở tình báo. Cùng ngày, các chuyên gia quân sự đánh giá thời điểm IDF công bố thông báo trùng hợp với giai đoạn đầu vòng đàm phán tại thủ đô Ai Cập xoay quanh khả năng đạt được lệnh ngừng bắn thứ hai của xung đột Israel-Hamas. Cũng trong ngày 7 tháng 4, Israel xác nhận đã cử phái đoàn tham gia vòng đàm phán mới. Trước đó, hôm ngày 6 tháng 4, lực lượng Hamas đã có thông báo tương tự. Truyền thông Israel đưa tin phái đoàn của nước này bao gồm lãnh đạo của cơ quan tình báo Israel Mossad và cơ quan an ninh nội địa Shin Bet. Theo tờ The Telegraph của Anh, lực lượng Hamas đã bắt cóc 250 con tin sau cuộc tấn công bất ngờ vào lãnh thổ Israel hôm 7 tháng 10 năm 2023. Trong lệnh ngừng bắn ngắn ngủi tháng 11 năm 2023, 105 con tin bao gồm 81 người Israel và 24 công dân nước ngoài đã được thả tự do để đổi lấy 240 tù nhân người Palestine. Kể từ đó đến nay, nhiều đàm phán hướng đến lệnh ngừng bắn thứ hai để thả những con tin còn lại đều thất bại. Trước vòng đàm phán mới, Hamas nhắc lại các yêu cầu lực lượng này đưa ra vào tháng 3, trong đó có lệnh ngừng bắn lâu dài, quân đội Israel rút hoàn toàn khỏi Gaza, người Palestine di rời được trở về nhà và thỏa thuận trao đổi nghiêm túc tù nhân Palestine đổi lấy các con tin người Israel ở Gaza. Về phần mình, trong hôm 7 tháng 4, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã tuyên bố Tel Aviv sẽ không chấp nhận các yêu cầu của Hamas và nhấn mạnh sẽ chỉ đồng ý ngừng bắn khi các con tin còn lại được thả. Cụ thể, Thủ tướng Israel khẳng định sẽ không có lệnh ngừng bắn nếu không có trao trả con tin, điều đó sẽ không xảy ra. Theo hãng tin AFP, ông Netanyahu cũng nhấn mạnh rằng Israel sẵn sàng cho một thỏa thuận nhưng chưa sẵn sàng đầu hàng. Thủ tướng Netanyahu nói, thay vì nhắm vào Israel, điều chỉ khiến Hamas củng cố lập trường của mình, áp lực cộng đồng quốc tế nên nhắm vào Hamas, điều này sẽ thúc đẩy việc thả con tin. Những ngày gần đây, một loạt khu vực dọc theo dãy núi Ural và vùng Siberia của Nga, cũng như một số địa phương của nước láng giềng Kazakhstan đã hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng nhất trong nhiều thập niên. Sông Ural bắt nguồn từ dãy Ural và chảy vào biển Caspi đã dâng cao vài mét chỉ trong vài giờ hôm 5 tháng 4 do băng tan, làm vỡ đê ở thành phố Oskar thuộc tỉnh Orenburg của Nga, địa phương cách thủ đô Moscow của Nga 1.800 km về phía đông. Chính quyền Oskar cho biết tình hình lũ lụt tại khu vực đang diễn biến xấu theo kịch bản xấu nhất, với hơn 6.600 ngôi nhà dân cư nằm trong vùng lũ lụt. Tuyên bố cho biết tình hình lũ lụt ở Oskar đang diễn biến theo kịch bản xấu nhất, có 6.644 ngôi nhà dân cư trong vùng ngập lụt, 11 nơi trú ẩn tạm thời
với sức chứa 8.087 chỗ đã được thiết lập. Tại Oska, 1.164 người đã được sơ tán, tổng cộng có 696 người được đưa đến những nơi trú ẩn tạm thời gần đó. Một phần đập ở Oska trên sông Uran đã vỡ vào ngày 6 tháng 4, sau đó một vụ vỡ đập khác xảy ra vào cùng ngày. Nhà chức trách đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở khu vực và kêu gọi người dân sơ tán. Theo Reuters, nước lũ vẫn dâng cao ở hai thành phố thuộc vùng núi Uran của Nga hôm 7 tháng 4, sau khi con sông dài thứ 3 châu Âu vỡ đập. Một loạt khu vực của Nga ở dãy núi Uran và Siberia, cùng với các khu vực của nước láng giềng Kazakhstan, đã bị ảnh hưởng bởi một trong những trận lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều thập niên. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho Bộ trưởng Tình trạng Khẩn cấp Alexander Kurenkov bay tới khu vực. Điện Kremlin cho biết, ông Putin đã nói chuyện với thống đốc các khu vực bị ảnh hưởng thông qua điện thoại. Tỉnh trưởng tỉnh Orenburg, ông Denis Padler, cho biết đây là trận lũ lụt tồi tệ nhất xảy ra tại địa phương kể từ khi giới chức bắt đầu thống kê. Ông nói lũ lụt đã được ghi nhận dọc theo toàn bộ sông Uran dài 2.400 km, dài thứ 3 châu Âu, trải qua tỉnh Orenburg, rồi qua Kazakhstan trước khi đổ vào biển Caspi. Kể từ khi xung đột bùng phát, máy bay không người lái UAV đã trở thành vũ khí đắc lực được cả Nga và Ukraine sử dụng, và robot mặt đất không người lái UGV là hiện tượng mới nổi gần đây. Theo tờ Business Insider, mới đây đoạn video do Lữ đoàn Cơ giới số 63 của Ukraine đăng trên Telegram cho thấy một chiếc UGV di chuyển trên địa hình gồ ghề đến rìa chiến hào của Nga, sau đó vụ nổ lớn xuất hiện khiến một người phải bỏ chạy. Hồi tháng trước, United 24, một nền tảng được chính phủ Ukraine hậu thuẫn, chia sẻ trên mạng xã hội X về việc một số loại UGV đang được đưa vào sản xuất hàng loạt. Còn vào ngày 3 tháng 4, Bộ trưởng Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine Mykhailo Fedorov đã công bố đoạn video về vụ tấn công của Raten-S, một loại UGV được điều khiển từ xa mang theo bom và mìn chống tăng. Ông Fedorov cho hay, lực lượng phòng thủ Ukraine đã cho nổ tung một cây cầu ở khu vực Bakhmut với sự trợ giúp của robot. Vụ tấn công đã gây ảnh hưởng đáng kể đến công tác hậu cần của Nga. Nhiều công nghệ thay đổi cuộc chơi đang được triển khai. Song, ông Samuel Mendes, nhà phân tích về công nghệ quân sự của Nga tại Trung tâm Phân tích Hải quân CNA ở Mỹ, nhận định công nghệ UGV vẫn còn một chặng đường dài để bắt kịp hiệu quả của UAV. Ông nói, việc vận hành UGV khó khăn hơn do phải tính đến yếu tố địa hình và các chướng ngại vật khác nhau. Cả Nga và Ukraine đang thử nghiệm nhiều thiết kế phục vụ những nhiệm vụ khác nhau, tính cả tới chi phí thấp lắp ráp và sản xuất phương tiện nhỏ, gọn nhẹ. Ông Bennett nhấn mạnh, hiện tại còn quá sớm để đánh giá mức độ hiệu quả của các UGV. Ông nói thêm, UGV là xu hướng mà cả Nga và Ukraine đều sẽ đầu tư nguồn lực để phát triển cho nhiệm vụ chiến đấu và hậu cần trong tương lai. Hồi tháng trước, tạp chí Forbes đưa tin, nhiều loại UGV đang được thử nghiệm ở Ukraine, cụ thể Brave-1. Một nhóm đơn vị phát triển công nghệ quân sự do các cơ quan chính phủ Ukraine thành lập cho biết đã xem xét khoảng 140 ý tưởng UGV và tiến hành thử nghiệm 50 ý tưởng trong tình huống chiến đấu. Cuối cùng, 14 ý tưởng đã được phê duyệt. Bà Natalia Kutnesa, quan chức ở Brave-1, cho hay mục tiêu chính của UGV là giảm thiểu sự tham gia của con người trong chiến đấu. Bà Kutnesa nhấn mạnh, chúng sẽ bảo vệ tính mạng và sức khỏe cho các binh sĩ Ukraine. Theo tạp chí Newsweek, Ukraine đã đầu tư ồ ạt vào công nghệ không người lái điều khiển với các thiết bị không người lái UAV trên mặt nước và thường xuyên gây chú ý khi nhắm mục tiêu vào tài sản của Nga ở Biển Đen hoặc vượt qua biên giới vào lãnh thổ Nga. Robot mặt đất không người điều khiển UGV của Ukraine ít được chú ý hơn, nhưng Kiev vẫn đang tiếp tục phát triển chúng. Giữa tháng 9 năm ngoái, Bộ trưởng Chuyển đổi Kỹ thuật số của Ukraine Mykhailo Fedorov cho biết Ukraine đang thử nghiệm robot không người lái điều khiển Ironclad trong các nhiệm vụ chiến đấu ở tiền tuyến. Ông Fedorov cho biết, robot Ironclad được trang bị súng máy hoặc tháp pháo chiến đấu. Thiết kế của chúng nhắm tới việc tấn công các vị trí của kẻ thù, thực hiện các nhiệm vụ trinh sát và hỗ trợ hỏa lực. Theo báo cáo, nó có thể di chuyển với tốc độ lên tới 19 km/h. Ironclad được người điều khiển từ xa tại một địa điểm an toàn nhằm bảo vệ tính mạng của binh lính Ukraine. Vào cuối tháng 8 cùng năm, Bộ trưởng Ukraine cho biết cuộc thử nghiệm đang được tiến hành trên 25 loại robot chiến đấu khác nhau do Ukraine sản xuất, bao gồm cả robot cảm tử. Ukraine đã công bố kế hoạch thành lập binh chủng robot vào năm 2023. Các phương tiện UGV ngày càng có xu hướng nhỏ hơn để giảm thiểu nguy cơ bị máy bay không người lái phát hiện và chúng thường thô sơ và rẻ tiền. Mục tiêu tổng thể của UGV là thực hiện các nhiệm vụ đơn giản như tiến vào vị trí của đối thủ để tấn công, buộc họ phải lộ diện, làm mồi cho các cuộc tấn công của UGV khác hoặc UAV trên không. Mới đây, các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ cho biết sự chậm trễ trong viện trợ của Mỹ cho Ukraine đang tác động đặc biệt tiêu cực đến khả năng của lực lượng Kiev trong việc ứng phó với tốc độ ngày càng tăng của các cuộc tấn công cơ giới của Nga
ở miền đông Ukraine. Ngày 6 tháng 4, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Đại tướng Alexander Syrsky cảnh báo rằng tình hình đặc biệt khó khăn đã tăng lên ở phía đông Chasovka và phía tây Avdiivka thuộc vùng Donetsk. Tại cả hai khu vực trọng điểm này gần đây đã gia tăng căng thẳng do các cuộc tấn công bằng cơ giới của Nga từ cấp trung đội đến cấp tiểu đoàn. Tướng Syrsky cũng lưu ý rằng quân đội Nga tiến hành các cuộc tấn công của trung đội, đại đội và đôi khi là tiểu đoàn bộ binh theo các hướng nhất định. Trên thực địa, trước sức ép mạnh mẽ của Nga, lực lượng Kiev đã buộc phải rút lui khỏi một số vị trí ở ngoại vi phía đông thành phố Chasovka, lùi về tuyến phòng thủ ở phía sau để tiếp tục cố thủ. Dường như Nga đã hạ quyết tâm kiểm soát cụm cứ điểm chiến lược này bằng mọi giá để mở đường cho những bước tiến xa hơn về phía tây từ những đại đô thị Kramatorsk và Slaviansk. Trong khi đó, ngày 7 tháng 4, phát ngôn viên lữ đoàn pháo binh số 26 Ukraine đang tác chiến ở mặt trận Chasovka là ông Ole Kalashnikov ngày 7 tháng 4 nói: "Tình hình đang rất khó khăn và căng thẳng. Lực lượng Nga đang tìm cách tấn công thẳng vào hai thị trấn nhỏ Bohdanivka và Ivanivka ở ngoại ô thành phố." Ông cho biết đối phương cũng đang tìm cách chọc thủng phòng tuyến nằm giữa hai thị trấn bằng các cuộc đột kích của bộ binh Nga được xe bọc thép và chiến đấu cơ yểm trợ, Kalashnikov nhấn mạnh. Tuy nhiên, tất cả các nỗ lực tấn công đã bị đẩy lùi và họ đang rút lui. Trước đó, hôm ngày 5 tháng 4, cố vấn của lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk TPR tự xưng, ông Zangagin cho biết lực lượng Nga đã tiến được vào ngoại ô Chasovka, dù Ukraine đã giải công xây dựng phòng tuyến kiên cố tại đây trong suốt một năm qua. Hỏa lực của Nga cũng bao trùm gần như toàn bộ tuyến hậu cần dẫn vào thành phố, khiến hoạt động tiếp tế và thay quân của Ukraine gặp nhiều khó khăn. Phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Miền Đông Quân đội Ukraine, ông Andriy Zadubiny sau đó phủ nhận thông tin quân đội Nga đã hiện diện ở ngoại ô Chasovka. Ông cho biết tình hình ở thành phố đang rất căng thẳng, song không khó khăn. Chasovka nằm cách Bakhmut, thành trì chiến lược ở tỉnh Donetsk mà Nga giành được hồi tháng 5 năm ngoái, khoảng 20 km về phía tây. Thành phố này có 13.000 người sinh sống trước khi chiến sự bùng phát cuối tháng 2 năm 2022, song hiện chỉ còn khoảng 770 người bám trụ. Kalashnikov cho biết nếu quân đội Nga giành được Chasovka, những tuyến hậu cần của Ukraine ở giữa các thành phố Konstantinivka, Slovyansk và Kramatorsk sẽ bị đe dọa. Vị trí này cũng giúp lực lượng của Moscow có thể oanh tạc Konstantinivka và tấn công trực tiếp Slovyansk, Kramatorsk. Kramatorsk là trung tâm đường sắt và hậu cần quan trọng của Ukraine, đồng thời là đô thị lớn cuối cùng mà Kiev còn kiểm soát ở vùng Donbass. Quân đội Ba Lan đang áp dụng những kinh nghiệm thu được từ chiến trường Ukraine để huấn luyện các kíp chiến đấu pháo tự hành K9 của họ. Cụ thể, theo thông tin từ Cổng thông tin Defense 24 của Ba Lan, từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 3 năm 2024, cuộc diễn tập về điều khiển hỏa lực cho các chỉ huy lực lượng tên lửa và pháo binh của quân đội Ba Lan đã diễn ra tại căn cứ của lữ đoàn pháo binh Masurian số 1. Chủ đề của cuộc huấn luyện là việc sử dụng các thiết bị mới của tiểu đoàn pháo binh trong các hoạt động chiến đấu, có tính đến kinh nghiệm của cuộc chiến Ukraine. Điều đáng chú ý là các pháo thủ Ba Lan đã thực hiện luyện tập về bắn và điều khiển hỏa lực với việc hiệu chỉnh pháo tự hành dựa trên những kinh nghiệm của binh sĩ thuộc lực lượng vũ trang. Dựa trên thông báo, có thể quan sát một cách rõ ràng và chính xác để thấy rằng lính pháo binh Ba Lan đã học và cố gắng tái hiện kinh nghiệm hành động của binh sĩ Ukraine trong thực tế. Đầu tiên, cần nhấn mạnh rằng các đội chiến đấu sử dụng pháo tự hành K9 của Ba Lan đã được đào tạo để di chuyển nhanh chóng, thay đổi vị trí và đồng thời phối hợp hành động như một phần của đội ngũ tác chiến, đặc biệt trong tình huống bị phân tán. Báo chí cũng đưa tin về các pháo thủ Ba Lan điều khiển pháo tự hành K9 đã được đào tạo để thực hiện các hoạt động phản pháo. Dựa vào thông số từ trạm radar RZRA Liwi và máy bay không người lái FlyEye. Điều đặc biệt đáng chú ý trong khóa huấn luyện này là sự tương tác giữa lính pháo binh và các đơn vị bảo vệ lãnh thổ của Ba Lan, TRO, đã được thực hiện. Theo thông báo, binh sĩ của TRO sử dụng máy bay không người lái FlyEye để tiến hành trinh sát và dữ liệu thu thập được đã được tải lên hệ thống điều khiển tự động TOPAT. Theo một vài thông tin cho biết, khẩu đội pháo tự hành đã gây ra sát thương cho các mục tiêu đã xác định. Quân đội Ba Lan đã rút ra những bài học từ kinh nghiệm tác chiến của pháo binh trong lực lượng vũ trang Ukraine. Đó là, thứ nhất, cần phải tích cực cơ động trên thực địa và bố trí các khẩu đội phân tán. Thứ hai, để phát hiện mục tiêu, tất cả các phương tiện có sẵn, bao gồm cả máy bay không người lái và radar phản pháo phải được sử dụng đồng thời. Cuối cùng, để gia tăng tốc độ hạ gục mục tiêu, cần có sự tương tác mạnh mẽ giữa các lực lượng khác nhau.